Em chuyển về nhà mẹ em ở rồi. Em với ông Đức cũng ký đơn ly hôn rồi. Ký rồi á? Sao lại thế? Vì anh Đức anh không tin em. Nhưng mà em thề với chị, giữa em với Lão Mạnh không có mối quan hệ gì cả. Vì hôm đấy là em bị lừa, bà thường bà chụp thuốc mê em, sau đưa em vào khách sạn. Đến khi em tỉnh dậy thì em đã thành cá nằm trên thớt thôi chị. Chị tin em à? Hôm đấy chị tức lắm, nghĩ mà điên không chịu được ấy. Chị coi em như là em gái, thế mà lại có chuyện đấy. Tim thì đau, óc thì uất, chỉ muốn xiên cho hai người một nhát thôi. Nhưng mà về đến nhà bình tĩnh nghĩ lại thì thấy chuyện cứ kỳ kỳ sao ấy. Em là đứa khôn ngoan, dại gì mà lại đi đâm đầu vào cái lão đang nợ nần chồng chất, lại còn phải trốn chui trốn lủi thế nữa. Mà cái lúc đến khách sạn, thằng Đức với mẹ nó lao đến, nó bảo nhận được một tin nhắn, nhắn rõ số phòng. Chị cũng nhận được một tin nhắn nặc danh y hệt như thế. Sao mà lại có chuyện trùng hợp đến thế được? Sao chị có thể nghĩ được như thế? Mà ông Đức thì lại không. Vì nó yêu em nên nó mới sốc. Lúc sau chị có hỏi Lão Mạnh, lão cũng bảo là lão không biết em là ai cả. Lão cũng tin là cái Thương làm, vì khi bị hội kia tẩn cho một trận có thể nhắc đến tên Thương. Giờ thì lão ấy bỏ trốn rồi. Này, lúc đấy biết thế chị ghi âm lại lời lão ấy nói, có phải giờ có bằng chứng không? Cũng gỡ được hiểu lầm giữa em với thằng Đức. Chắc chắn là cái xe này. Hôm đấy bà Thương bà ấy nói là bà ấy mượn xe của bạn đến đón chị, cho nên là chị nhớ. Vậy thì rất có thể chủ nhân của chiếc xe này có một mối quan hệ mật thiết với bà ta, hoặc rất có thể là đang cặp bồ với nhau nên là mới cùng một ruột trong vụ này. Còn số điện thoại đấy nhá, hôm đấy bà Thương cũng dùng một cái số lạ gọi đến cho chị. Chị vẫn còn nhớ số cuối là 333. Xong lúc chị hỏi chị Liên thì cái số điện thoại nhắn tin đến số của chị ý cũng có số đuôi là 333. Nên chắc chắn đấy là cùng một số. Cho nên bây giờ chị đoán luôn cái số mà gọi cho ông Đức với lại mẹ chồng chị cũng là cái số đấy. Nhưng mà em nghi nhá, biết đâu là sim giác là sao chị? Dùng xong nó vứt đi, chứ ai ngu gì mà để lại là bằng chứng, chị nhỏ. Mà cũng chưa chắc đâu. Nếu như mà muốn người ta không biết ý, thì đừng làm. Còn nếu như đã làm nhá, thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Thế bây giờ em định làm như thế nào? Mà thôi chị nghĩ, thôi đừng dây với hủi em ạ. Lỡ chúng nó làm gì mình thì sao? Chị cứ yên tâm, em gái của chị không một mình chống lại mafia đâu. Còn có cả Vân Vân Ba Chấm ngồi đây mà chị. Toàn con gái chân yếu tay mềm như thế này, chống làm sao được bọn đấy. Nên thôi, cho qua đi em ạ. Cho qua làm sao được ạ? Ảnh hưởng đến danh dự của chị gái mình, làm sao bọn em cho qua được? Chị yên tâm, có em với chị trân trọng ngồi đây, bọn em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Yeah.